Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Lúa TV ha. Thì hiện tại trên tay mình là một cái thẻ Visa nha các bạn, thẻ Visa Sacombank nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái thẻ này để mà thanh toán thẻ tín dụng nha các bạn. Nhưng mà mình sẽ lên máy ATM nha các bạn. ATM ở ngoài thùng các bạn, mình sẽ thanh toán thẻ tín dụng. Hôm nay mình cũng sẽ dùng cái thẻ Visa này để mà thanh toán thẻ tín dụng mà trên máy ATM nha các bạn. Và các bạn theo dõi video mình ha, mình bắt đầu thôi các bạn ơi. Rồi ok các bạn ơi, hiện tại mình đang đứng trước ATM của Sacombank nha các bạn. Thì mình sẽ dùng cái thẻ Visa này để mà lên thanh toán cái thẻ tín dụng cho một người bạn nha các bạn, mà thẻ tín dụng Sacombank mới được nha các bạn. Đây, mình sẽ cho cái thẻ vào máy các bạn. Đây ha. Đây, hiện tại mình đang đứng trước ATM nha. Đó. Thì cho cái đèn chớp chớp này nè, mình sẽ cho thẻ vô đây. Đó. Ok, thì sau khi cho thẻ vô thì cái máy để hệ thống đang xử lý nha các bạn. Đây, mình quay cho bạn xem hệ thống đang xử lý nha. Các bạn để cho nó nổi lên chữ tiếng Việt giúp nha. Đây, nó như thế này ha. Đó, ô tiếng Việt và ô tiếng Anh. Đó, mình sẽ chọn vô ô tiếng Việt tại vì mình sử dụng tiếng Việt nha các bạn. Đó. Rồi, ok các bạn, nó kêu mình nhập quý khách chưa lập nhập mật mã nè, mình sẽ nhập mật mã ở bên dưới này nha các bạn. Đó, nhập cái chỗ này nhập mật mã nha. Sau khi nhập thì nó sẽ hiện những con ít ở trên đây ha. Bây giờ mình sẽ nhập mật mã cho các bạn xem nha. Đây. Đó, thì mình sẽ mật mã của Sacombank gồm 6 số nha các bạn. Đây. Sau khi nhập xong thì nó sẽ tự đưa mình vô như thế này. Đó, thì do mình hôm nay mình sẽ thanh toán thẻ tín dụng nên mình sẽ chọn ô giao dịch khác nha các bạn. Đây, mình sẽ chọn ô giao dịch khác. Rồi, sau đó đưa mình vô trong thì các bạn sẽ kiếm cái chỗ nào mà đây nha, thanh toán thẻ tín dụng nè, hoặc ở thứ ba ở dưới mình sẽ chọn vô ô thanh toán thẻ tín dụng ở chỗ này. Ok. Rồi, ở bên đây á thì nó có đủ thứ nè. Đây, mình sẽ chọn vô ô là thanh ô đầu tiên nha, thanh toán thẻ tín dụng Sacombank nha các bạn. Đây đó, mình sẽ chọn vô ô đầu tiên nha. Đó. Đó. Nó sẽ kêu mình nhập số thẻ tín dụng nha các bạn, thì các bạn nhấn số tài khoản thẻ tín dụng của người cần thanh toán vô ha. Đây, mình sẽ thanh toán thẻ tín dụng cho bà chị mình nha, nên mình sẽ nhấn vô ở bên dưới chỗ nhà báo biên dưới đây này nha. Đó, thì sau khi nhấn thì nó nổi lên trên như thế này, đây và còn buộc. Sau khi nhập đầy đủ thẻ tín dụng, số thẻ tín dụng, số tài khoản dùng có đây 2 4 6 8 10 số nha các bạn, sau đó các bạn nhấn xác nhận giúp mình. Ô xác nhận. Đây, nhìn tay mình nha. Đó, thì nó kêu mình là quý khách vui lòng nhập số tiền cần thanh toán. Đây ha, mình sẽ thanh toán 300.000 nha các bạn. Mình sẽ nhấn vô 300.000 ở dưới đây. Đó. Rồi, sau khi nhấn xong thì các bạn nhấn ô xác nhận giúp mình nha. Nhấn xác nhận. Rồi. Hệ thống đang xử lý quý khách vui lòng chờ trong giây lát. Rồi, nó sẽ cho mình vào một bước để mình kiểm tra lại thông tin nha các bạn. Đó, bên trên là trên, bên dưới là số tài khoản. Đó, số tiền. À, các bạn đồng ý thì các bạn nhấn vô ô có và nó sẽ thanh toán ngay nha các bạn. Đây, mình sẽ nhấn vô ô có để nó thanh toán luôn nha các bạn. Rồi, cái chỗ in biên lai nè, các bạn muốn in biên lai hay không in là do các bạn tùy ha. Mình sẽ in biên lai ra. Rồi, hệ thống đang xử lý, nó ra biên lai. Biên lai ở bên đây nha các bạn. Đây, để mình mang đây này xử lý. Đây, ra biên lai chỗ này nha các bạn. Đó. Các bạn có thể lấy hay không lấy biên lai cũng được nha các bạn. Rồi, thì như vậy là mình đã hoàn thành một bước để mà thanh toán thẻ tín dụng ha. Rồi, mình xin phép dừng video ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video mình. Các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.